Câu chuyện Đường hầm Kiyotaki, thực hiện lồng tiếng MC Nguyễn Thành. Tỉnh Kyoto thuộc vùng Kansai, trên hòn đảo Honshu của Nhật Bản, thị trấn Saga Kiyotaki, có một đường hầm bí ẩn bị ám, đường hầm Kiyotaki. Đường hầm kéo dài 444 mét. Ở Nhật Bản, số 4 được coi là tượng trưng cho sự chết chóc. Vì thế, đường hầm này không dành cho những ai mê tín hay yếu tim. Khu hầm được khởi công xây dựng vào cuối những năm 1920 bởi những người nô lệ thời đó. Mục đích ban đầu là xây dựng một tuyến đường sắt kết nối thị trấn với thành phố Azashiyama bên cạnh. Điều kiện làm việc tồi tệ, môi trường nguy hiểm cùng với các trận động đất xảy ra thường xuyên kéo đến cái chết không mong muốn của rất nhiều người. Trong suốt quá trình xây dựng, hàng chục người đã thiệt mạng, một số người thậm chí còn phải bỏ mình mục ruỗng tại đó. Số người còn sống sót cuối cùng cũng được an nghỉ tại một nơi cách đường hầm không xa. Về sau, phần đường sắt được thay thế bằng đường dành cho ô tô. Kể từ đó, đã có những câu chuyện kỳ lạ rần rần xảy ra giữa những bức tường của đường hầm. Đã nhiều người nhìn thấy những hiện tượng kỳ lạ, thậm chí là cả hồn ma của những công nhân quá cố xuất hiện trong xe của họ khi họ đi qua. Đôi khi người ta có thể nghe thấy những tiếng thét vang vọng cùng ánh đèn nhấp nháy, những giọng nói thì thầm trong bóng tối. Có người thấy buồn nôn mỗi khi họ đi vào đường hầm. Họ cho rằng đó là do điều kiện không khí không ổn định, do bên trong tồn đọng quá nhiều khí thải. Có người lại nói mọi chuyện còn hơn thế nữa. Họ thường thấy mùi hôi thối chết chóc trong không khí sau hàng giờ lái xe qua. Người lái xe còn nói rằng mỗi khi qua đây, họ đều cảm thấy như xe của họ đang bị gió mạnh quật. Rồi khi ra khỏi đường hầm, xe của họ xuất hiện đầy rẫy những dấu tay bẩn. Còn có cả những tin đồn về một người phụ nữ mặc đồ trắng đáng sợ ám ở lối vào của đường hầm vào ban đêm. Khuôn mặt vô hồn lạnh lẽo ấy soi thẳng vào mắt nước ai chuẩn bị bước vào đường hầm. Người ta còn nói chính cô ta đã nhảy ra giữa đường hầm mỗi khi có xe qua lại, gây ra tấm thảm kịch chết người. Phần lớn thời gian bạn sẽ an toàn khi đi qua đường hầm Kiyotaki. Tuy nhiên, tuyệt đối không được nhìn vào gương bằng bất cứ giá nào, vì bạn sẽ nhìn thấy chính thi thể mình trong gương đang nhìn lại bạn. Rồi 4 ngày sau, bạn sẽ nhận được một cái chết kinh hoàng.